như thế này làm sao đi dự kiện đây mọi người ơi đối với mọi người thôi thật ra thì ni đang makeup để chuẩn bị đi sự kiện thì sẵn đây thì ni muốn chia sẻ với cả nhà về một bí quyết giúp ni có thể makeup thật là nhanh và có được một lớp nền săn chắc mỏng mịn và đặc biệt là che được hết tất cả các khuyết điểm trên mặt của ni luôn đó chính là một sản phẩm siêu thần thánh mà không thể thiếu khi mà ni makeup đi ra đường hoặc là đi tiệc như thế này đó chính là sản phẩm bb Cream Blower của vanessa sản phẩm này là siêu thần thánh luôn nha cả nhà ơi có thể là che được hết tất cả các khuyết điểm trên mặt luôn kể cả à, thâm nám mụn tàn nhang à, che được hết luôn đặc biệt là sẽ làm cho lớp nền của chúng ta siêu mỏng siêu mịn và săn chắc nè tại sao săn chắc cơ thì một xíu nữa đi sẽ cho mọi người biết à, tại sao mà săn chắc cơ nha à, và sẽ chống lão hóa cho chúng ta luôn đây là một cái sản phẩm thần thánh mà ni cực cực kỳ yêu thích luôn tại vì nó um, thay thế cho tất cả các bước khác khi mà ni make up thể thay thế là che uh, khuyết điểm nè bước che khuyết điểm nè bước uh, nền nè uh, bước phấn phủ nè phấn uh, uh, nén nè rồi có thể là nói chung là thay thế tất cả các bước khác luôn chỉ cần một bước duy nhất thôi đó chính là sử dụng BB cream của uh, Vanessa này nè cả nhà đây đây thiết kế rất là thích luôn cả nhà ơi thiết kế con lăn rất là tiện dụng và con lăn này là uh, siêu mịn luôn khi mà chúng ta uh, sử dụng con lăn này nó thể là làm cho lớp nền của chúng ta cực kỳ mỏng và cực kỳ mịn và có thể là um, khi mà các bạn đánh nó thì lớp nền nó rất là chắc luôn chúng ta hoạt động nguyên một ngày dài luôn nhưng mà vẫn giữ được lớp nền ở trên mà không hề bị trôi hay là bị tụt nền gì hết cho nên là ni rất là thích luôn mỗi khi mà ni đi quay cũng vậy ni chỉ cần sử dụng bước này thôi cho nên là makeup rất là nhanh và đơn giản và bây giờ thì ni sẽ cho mọi người xem sự thần thánh của BB rim này nha đây rất là thần thánh luôn đây chúng ta chỉ cần là bấm cái nút bên hông đây bấm cái nút bên hông thì kem sẽ tự động dăng lên cái con lăn này và thấm hết vào con lăn này đây rất là tiện lợi và không có phải mất nhiều thời gian và đặc biệt là rất là tiết kiệm luôn chúng ta lăn thấm kem trực tiếp lên con lăn này thì không có bị lãng phí kem nha mọi người đây Ni sẽ xịt ra cho mọi người xem đây bây giờ bây giờ ni sẽ lăn để che được hết tất cả các khuyết điểm trên mặt Ni để chuẩn bị đi sự kiện nha cả nhà ơi đây bấm vậy là kem tự động văng ra và chúng ta chỉ cần lăn vậy thôi cho lớp nền đều trên mặt và siêu mỏng mịn luôn cả nhà ơi khi mà chúng đó hồi nãy đi nói là nâng cơ tại sao tại vì vừa make up vừa che được hết tất cả khuyết điểm mà vừa massage mặt như thế này giúp nâng cơ mặt đây massage mặt như thế này đây con lăn rất là tiện lợi massage mặt như thế này giúp nâng cơ mặt nha cả nhà đó chúng ta massage chúng ta kéo lên như thế này đó. Khuyết điểm là tan biến hết luôn cả nhà ơi, đây. Đó là một lớp nền các bạn thấy không? Lúc nào cũng săn chắc và có độ căng bóng à, và bạn nào mà da bị dầu nhờn thì chúng ta sử dụng cái BB này nó sẽ kiềm dầu kiềm nhờn cho chúng ta luôn, tạo lớp nền săn chắc suốt một ngày dài luôn nha cả nhà. Che được hết tất cả các khuyết điểm luôn. Đây. Đó là xong một bên rồi, đi sẽ tán đều ra nha đó cả nhà thấy không siêu nhanh luôn chỉ cần một bước duy nhất thôi không cần phải nhiều bước rầm rà đâu và bây giờ thì tới bên đây nha cả nhà đây nè cả nhà nhìn kỹ thôi không còn một xíu nào lúc nãy là ni đã dùng bút uh, bi để vẽ lên đó nó rất là đậm và thấm sâu luôn nhưng mà vẫn không ăn thua gì của nó bi rim này có thể là che được hết luôn và bây giờ thì ni sẽ uh, đánh kế tiếp bên đây nha này rất là thích cái BB cream của Vanessa tại vì khi mà đánh lên nó tiệp với cái màu da nó không có bị giả nè không bị uh, khác màu da lắm và nhìn nó rất là tự nhiên đặc biệt là siêu mỏng siêu mịn luôn không có bị một lớp nền quá dày cộm mà nó rất là mỏng rất là mịn và tạo độ căng bóng như là da Hàn Quốc cho nên là đi rất là thích bạn nào mà thích makeup kiểu tự nhiên da căng bóng kiểu Hàn Quốc thì các bạn dùng cái BB cream này thật sự là rất là thích luôn khi mà dùng xong là bị ghiền tại da đó căng bóng đi ra đường ai cũng hỏi là dùng gì dùng gì hết á Sẵn đây thì vừa make cướp thì sẵn đây là Ni chia sẻ với mọi người luôn Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi là Ni ơi dạo này thấy Ni make up da căng bóng quá à, Có bí quyết gì không thì sẵn đây là chia sẻ với cả nhà luôn nha Đây là sản phẩm siêu thần thánh các bạn thấy không Chỉ cần một bước rất là đơn giản mà hãy che được hết tất cả các khuyết điểm ở trên mặt luôn Và tạo một lớp nền siêu mỏng, siêu căng bóng và siêu mịn luôn Và trong thành phần của Birim này có collagen nè Và đặc biệt là có hồng xăm À, đặc biệt là có hồng sông 6 năm tuổi á, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ à, giúp da à, phục hồi những cái làn da bị hư tổn do mụn thâm nám nè làm mờ đi những cái vết thâm nám tàn nhang và nó sẽ nuôi dưỡng da từ sâu bên trong luôn cung cấp độ ẩm và cung cấp collagen cho chúng ta luôn rất là thích luôn nha cả nhà và thành phần chính của à, BB cream này là ngọc chai biển sâu tinh chất hồng sông 6 năm tuổi và năm loại thảo dược quý hiếm đặc biệt là có tảo biển à, Tảo biển của nhật bản nhân cả nhà, tạo biển tươi của Nhật Bản nữa Rất là thích luôn Đây các bạn thấy không, một bước rất là đơn giản Để có một lớp nền siêu mỏng mịn, siêu đẹp Và che được hết tất cả các khuyết điểm luôn ạ à. Ngoài ra thì BB Cream Roller này Còn có công dụng là chống nắng cực kỳ cao Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng ban ngày Thì không sợ bị ăn nắng đâu nha cả nhà ơi Đây các bạn thấy không, khi mà đi sử dụng BB Cream Roller Thì nó tạo cho chúng ta một lớp nền Rất là săn chắc, siêu mỏng mịn Và đặc biệt là làm da trắng hồng Một cách rất là tự nhiên luôn Đây các bạn thấy không? siêu đẹp luôn um, và thật ra thì uh, Ni À, cũng giống như chị em khác ở độ tuổi từ 25 tuổi trở đi thì à, bắt đầu là da xuất hiện lão hóa nè, thâm nám tàn nhang cho nên là rất rất là sợ da bị lão hóa luôn. Cho nên là trước khi mà ni sử dụng à, à BB cream thì ni cũng đã có dưỡng cho mình một lớp kem dưỡng trắng da, chị thâm nám và chống lão hóa. Đây, ni sử dụng kem Melasma mỗi ngày luôn. Buổi sáng trước khi mà ni makeup đi ra đường và buổi tối trước khi mà đi đi ngủ thì ni đều sử dụng kem dưỡng trắng da chống lão hóa là mờ thâm nám, chị thâm nám của Melasma rất là công dụng và hiệu quả luôn. Cho nên là các bạn thấy ở độ tuổi 25 mà da của ni rất là mơn mởn như là 18 thôi. Lúc nào ni cũng tự tin về da tại vì nuôi dưỡng da rất là kỹ. Và chị em nào mà xuất hiện lão hóa bị thâm nám, bị vết nhăn ở mắt nè, à, da không đều màu, da bị xỉn màu, đặc biệt là bị nám nha, chúng ta sử dụng kem Melasma này chị nám cực kỳ hay luôn. Chúng ta sử dụng trong vòng 7 ngày thôi là những cái vết thâm nám tàn nhang hay những vết thâm do mụn để lại nó sẽ mờ dần và biến mất luôn làm cho da chúng ta là trắng sáng một cách tự nhiên và kiểu trắng hồng á da lúc nào sờ vào nó cũng rất là căng và rất là mịn luôn đây và đặc biệt là trị được mụn cho chúng ta luôn nha bạn nào mà bị mụn ẩn mụn đồ đen mụn cám thì chúng ta sử dụng kem melasma này luôn rất là công dụng hiệu quả tại vì trong thành phần của kem melasma này là từ những cái hồng xâm hồng sâm sáu năm tuổi, tinh chất hồng sâm nó rất là tốt cho da, nó sẽ làm mờ dịu nhẹ những cái vết thương nè, à, là nuôi dưỡng da từ sâu bên trong luôn, cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết cho da rất là tốt cho da luôn. Và trong thành phần của kem elastma còn có rất là nhiều collagen, tại vì phụ nữ chúng ta 25 tuổi trở đi thì cái lượng collagen tự tự phát sinh ở trên da của chúng ta nó hạn chế đi rất là nhiều luôn và giảm rất là nhiều luôn cho nên là 25 tuổi trở đi thì da chúng ta bắt đầu lão hóa, xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang, thâm nám cho nên nếu mà chúng ta không sử dụng một cái sản phẩm nào đó để ngăn chặn và sẽ phục hồi da thì da chúng ta rất là xấu và nhanh già. Cho nên là chị em nào mà đang bị xuất hiện lão hóa thì đừng có lo nữa, chúng ta chỉ cần sử dụng kem Melasma mỗi ngày buổi sáng và buổi tối thì da chúng ta sẽ được cải thiện và sẽ à, à, phục hồi những cái làn da bị hư tổn và da chúng ta sẽ trở lại như là da gái 18 nha cả nhà ơi. Và bạn nào mà muốn mua hai sản phẩm vừa rồi mà đi sử dụng đẹp combo thần thánh Mỗi ngày của Ni Thì các bạn chỉ cần vào inbox à, Hoặc là vào comment à, Để được tư vấn và được ship sản phẩm nha Cả nhà ơi Bye bye mọi người Và bây giờ thì Ni chuẩn bị đi sự kiện đây Bây giờ là tự tin với lớp nền rồi Không cần phải lo sợ vì <laughs> thị nở lúc đầu nữa nha Cả nhà ơi Bye bye mọi người